năng khoanh vùng chuyển động của FPD Camera hỗ trợ người dùng tập trung theo dõi khu vực mà mình quan tâm như cửa sổ, cửa ra vào hay két sắt và chỉ nhận cảnh báo cụ thể tại vùng đã được chọn sẵn. Thông qua đó, FPD Camera sẽ giảm thiểu các thông báo không thật sự cần thiết cho người dùng. Và để có thể bật tính năng khoanh vùng chuyển động trên thiết bị của mình, các bạn hãy thao tác theo bước sau trên ứng dụng FPD Camera nhé. Bước 1. Truy cập vào camera bạn muốn khoanh vùng chuyển động. Bước 2. Chọn cài đặt camera góc trái phía dưới màn hình. Bước 3. Nhấn vào cảnh báo vùng. Bước 4. Chọn vùng muốn nhận cảnh báo. Vùng màu đỏ chính là vùng bạn sẽ nhận được cảnh báo. Như vậy, tính năng khoanh vùng chuyển động đã được áp dụng với camera của bạn. Với tính năng khoanh vùng chuyển động của FPD Camera, người dùng có thể yên tâm khi không phải nhận thông báo spam quá nhiều. Người dùng sẽ thấy rõ sự khác biệt trước và sau khi áp dụng tính năng khoanh vùng chuyển động. Nếu như trước đây, người dùng sẽ phải nhận rất nhiều cảnh báo mỗi khi có chuyển động trong khu vực camera giám sát. Tuy nhiên, sau khi bật tính năng khoanh vùng chuyển động trên ứng dụng FPD Camera, chỉ khi có chuyển động tại khu vực được khoanh vùng, FPD Camera mới gửi cảnh báo về cho người dùng. Theo dõi FPD Camera Guideline để cập nhật những tính năng mới nhất từ nhà cam nhé! FPD Camera, công nghệ tạo khác biệt.